Truyền hình Việt Đức VDTV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự của chúng tôi hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2021, có những nội dung chính sau đây. Trước hết là bản tin thời sự quốc tế và trong nước dựa trên nền tảng FBNC. Trên thế giới, dân số thủ đô Bắc Kinh đang già hóa nhanh chóng. Tại Việt Nam, hai con của ca COVID-19 bán quán ăn ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh dương tính với nCoV. Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm khẩn cho 300 người ở quận Bình Tân liên quan ca nghi nhiễm mới. Thông tin về ca tử vong thứ 39 liên quan tới COVID-19 tại Việt Nam. Tiêu điểm thế giới, Somor sẽ hủy dự án xây dựng lớn với Trung Quốc. Bức ảnh trong ngày tái hiện cố đô Huế trong khu nhà vườn giữa thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, nhà báo Minh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Và chúng tôi lại rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cái bản tin thời sự ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2021. Vừa rồi thì quý vị các bạn đã theo dõi những tin tức ở trên thế giới và cũng như là tin tức nổi bật của trong nước. Và bây giờ nhà báo Minh Thắng xin gửi đến quý vị các bạn những tin tức mới nhất về tình hình đại dịch virus corona trên toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, cho đến lúc 18 giờ GMT ngày hôm nay thì trên toàn thế giới đã có 165.924.476 ca nhiễm. Trong cái số này thì đã có 145.082.747 người đã được điều trị khỏi và khỏe mạnh trở lại, chiếm 87,43%. Và trên toàn thế giới thì có 3.438.230 trường hợp tử vong bởi vì COVID-19. Trên toàn thế giới còn 17.403.490 ca dương tính. Trong số này có 99.547 trường hợp phải chăm sóc đặc biệt. Chúng ta đã thấy rằng cái con số ca dương tính mà trên toàn thế giới đã giảm dần từ lúc là trên 20 triệu xuống 19 triệu, 18 triệu và bây giờ là ngày hôm nay là 17.403.000. Và trong 24 giờ thì trên toàn cầu có 663.519 ca nhiễm mới. Ấn Độ của ngày hôm qua là 276.261 trường hợp ca nhiễm mới và ngày hôm nay là 238.064. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng là của Ấn Độ vẫn là cái quốc gia mà dịch bùng phát đang nguy hiểm nhất hiện nay. Tổng số ca nhiễm của Ấn Độ hiện nay là 26.009.469 ca. Trong số này đã có 290.909 người đã bị tử vong. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới với con số tử vong cao. Đứng đầu là quốc gia, đấy là Mỹ với con số là 602.000 người đã bị tử vong. Và Mỹ thì có tổng số ca nhiễm là 33.804.454 trường hợp. Và ngày hôm qua, tức là 24 giờ trước đây, đã có 27.000 ca nhiễm mới tại Mỹ. Và Brazil thì con số ca nhiễm trong những ngày gần đây lại tiếp tục có cái chiều hướng tăng trở lại. Bởi vì là trong những ngày gần đây thì nó khoảng độ 40.000 ca, thì hiện nay ngày hôm qua đã lên tới 79.000 ca. 79.706 ca và tổng số ca nhiễm của Brazil lên 15.815.191 trường hợp. Trong số này có 441.864 người đã bị tử vong. Brazil có con số tử vong cao thứ hai chỉ sau Mỹ. Vâng ạ, Cộng hòa Pháp, mặc dù ngày hôm qua các bạn cũng đã biết là Tổng thống Pháp đã uống cà phê bên vỉa hè và muốn nói một cái điều rằng là Pháp đã mở cửa và những các nhà hàng thì được tiếp khách 50% cái số khách và số ghế được ngồi trong nhà hàng. Đức thì vẫn chưa được như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua Pháp cũng đã có trên 19.000 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm của nước Pháp hiện nay là 5.917.397 trường hợp. Trong số này đã có 108.181 ca tử vong. Vâng ạ, Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp trong ngày gần đây vẫn có các ca nhiễm cao và trong 24 giờ qua thì thêm 11.553 ca nhiễm mới. Tổng số của Thổ Nhĩ Kỳ là trên 5 triệu ca. Vâng ạ, 5.151.038 ca. Trong số này đã có 45.000 ca tử vong. Vâng ạ, Ý cũng đã trên
10.000 ca nhiễm trong ngày hôm nay và tổng số ca nhiễm của nước Ý là 4.178.261 trường hợp. Và trong số này của nước Ý đã có 124.810 trường hợp ca tử vong. Số ca tử vong của nước Ý tăng thêm 164 ca nhiễm mới. Hiện nay trên toàn thế giới đã được cung cấp vào khoảng độ trên 1.560.000.000 liều vaccine. Và hiện nay đã tiêm những cái người mà tiêm đủ 2 liều là đã có 369 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều, chiếm khoảng độ 4,7% dân số ở trên toàn thế giới. Tin của nước Đức. Thưa quý vị và các bạn, nước Đức trong ngày hôm qua có thêm 11.881 ca nhiễm mới. Và theo NTV của ngày hôm nay thì có khoảng 298 ca nhiễm mới. Đây là ngày hôm nay, còn ngày hôm qua 11.881. Và theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì nước Đức cho đến thời điểm chúng tôi cập nhật lúc 18 giờ ngày hôm nay thì có 3.632.651 ca nhiễm. Trong số này thì có 3.385.000 người đã được điều trị khỏi. Con số khỏi trong ngày hôm nay tăng thêm 17.180 trường hợp. Và cái tổng số mà người đã được hồi phục sức khỏe chiếm 92,5% so với những người bị nhiễm COVID-19. Và hiện nay ở toàn bộ nước Đức thì có 87.493 ca tử vong. Trong 24 giờ qua thì tăng thêm 237 trường hợp tử vong mới. Và cái số ca tử vong so với lại cái số ca bị nhiễm là chiếm 2,4%. Hiện nay toàn bộ nước Đức còn 187.158 ca nhiễm, trong số này có 3.708 ca chăm sóc đặc biệt. Thì đây cũng là một trong những ngày mà cái số ca chăm sóc đặc biệt đã giảm dưới là 4.000 ca. Vì trước đây thường thường khoảng trên 5.000 ca, xong rút xuống là khoảng 4.500 và bây giờ là 3.700 ca. Thì chúng tôi cho rằng là những sự khống chế cũng như là chống COVID-19, các biện pháp phanh khẩn cấp và các phong tỏa đã có hiệu quả, đặc biệt là vấn đề triển khai vaccine, tiêm vaccine ở nước Đức. Trong 7 ngày vừa rồi thì tổng số ca nhiễm trong 7 ngày là 56.558 trường hợp. Và bình quân thì mỗi một ngày thì có 9.040 ca nhiễm trong một ngày, đã giảm rất nhiều so với một tuần trước đây. Và bình quân cái tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày trên 100.000 người dân hiện nay còn là 68 trường hợp trên 100.000 người dân trong 7 ngày. Ngày hôm qua là 73, ngày trước đấy là 79. Thì chúng ta thấy rằng liên tiếp những ngày gần đây đã giảm xuống từ trên 100, hiện nay còn xuống là 68 trường hợp trên 100.000 người dân và trong 7 ngày. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái hiệu quả rất tích cực của nước Đức. Vâng ạ, về tiêm chủng thì hiện nay nước Đức đã được cấp trên 41,5 triệu liều vaccine. Và trong số này đã có 31.700.000, chiếm 38,2% là những người đã được tiêm mũi 1, và tiêm đủ là 10 triệu người, gần 10 triệu người và chiếm 11,9%. Tin Berlin. Thưa quý vị và các bạn, là Berlin có thêm 462 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm của Berlin lên là 176.501 trường hợp. Trong số này đã có 167.715 trường hợp đã hồi phục sức khỏe. Và trong ngày hôm nay thì tăng thêm là 685 người đã được hồi phục sức khỏe. Và cái con số mà khỏe mạnh chiếm 95%. Đây là một trong những cái vùng hay là cái bang mà có cái tỷ lệ mà bị lây nhiễm nhưng hồi phục sức khỏe cao, chiếm 95%. Ngày hôm nay cũng có 4 ca tử vong. Tổng số ca tử vong của Berlin là 3.416 trường hợp. Cái số ca tử vong so với sánh với lại số ca bị nhiễm là 1,93%. Vâng ạ, về tiêm chủng của Berlin hiện nay là đã thực hiện được 35% số người đã tiêm mũi 1 và 13,31% tiêm mũi 2. Con số tuyệt đối là 1.772.025 trường hợp đã được thực hiện tiêm mũi 1. Và trong
cái tỷ lệ 7 ngày lây nhiễm hiện nay là còn 56,3. Có thể nói dùng cái từ là chúng ta có thể vỗ tay được, cái con số của Berlin đã giảm xuống dưới 60 trường hợp. Và chúng ta thấy rằng là chỉ trong những cái ngày gần đây thôi đã giảm được khoảng độ 29% cho những cái ngày hôm trước. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái tỷ lệ là số ca lây nhiễm trong 7 ngày trên 100.000 người dân rất là tích cực và rất là ấn tượng, có thể nói là giảm sâu. Quận Mitte hiện nay là 92 trường hợp là quận cao nhất. Có nghĩa rằng ở Berlin không còn quận nào là có cái tỷ lệ lây nhiễm trên 100.000 người dân trên 100 trường hợp. Và hiện nay quận Mitte là 92 trường hợp. Quận thấp nhất là 27,7%. Đấy là quận Städtisch-Schellendorf và quận Mankow là 38,7%. Nếu như mục tiêu của Berlin là 35 trường hợp trên 100.000 người dân trong 7 ngày thì quận Städtisch-Schellendorf đã giảm dưới 35%, hiện nay là 27,7%. Và quận Mankow đã suýt soát cái con số và cái mục tiêu phấn đấu thì quận Mankow là 38,7%. Chúng tôi chuyển sang những tin tức của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nếu là buổi tối hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị các bạn cái con số lây nhiễm của Việt Nam là 4.579 trường hợp, thì ngày hôm nay cho đến thời điểm lúc 18 giờ là 4.809 trường hợp. Hôm qua là 4.579 và ngày hôm nay là 4.809, là chênh nhau là 230 trường hợp kể từ tối hôm qua cho đến ngày hôm nay. Và trong cái số này thì đã có 2.689 người đã được hồi phục sức khỏe, tăng 2 người. Và đặc biệt trong 24 giờ qua tăng thêm 2 ca tử vong. Hai ca tử vong này thì một người là 81 tuổi, người đàn ông, người nam 81 tuổi và có cái bệnh nền trước đấy là xơ gan và bệnh gút. Và cái người thứ hai là một nữ 64 tuổi bị ung thư gan và viêm gan B mãn. Cả hai người này đều bị nhiễm Covid-19 và đã bị tử vong tại bệnh viện nhiệt đới trung ương tại khu vực Hà Nội. Và chúng ta thấy rằng là có thêm hai người tử vong. Hiện nay tổng số người tử vong của Việt Nam là 39 trường hợp kể từ đầu mùa dịch cho đến nay. Về những ca nhiễm mới thì lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay là theo Bộ Y tế là có 30 ca, lúc 12 giờ trưa thêm 44 ca và lúc 18 giờ thì thêm 45 ca, là 119 ca theo cái thống kê của Bộ Y tế. Trong đấy thì thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường hợp, Lạng Sơn có 2 trường hợp, Ninh Bình 2 trường hợp. Ninh Bình là một trong những cái tỉnh mới có số ca lây nhiễm. Thanh Hóa có 1 trường hợp, Thanh Hóa cũng là một cái điểm mới có bị lây nhiễm. Bắc Ninh là có 24 trường hợp, Hải Dương có 6 trường hợp, Bắc Giang 63 trường hợp. Cái ổ dịch Bắc Giang là khủng khiếp nhất, bởi vì trong khu vực này có cái công nhân của các cái khu công nghiệp. Mà khu công nghiệp thì họ đến làm việc rất là đông và ở thì hầu hết công nhân trẻ cho nên lại ở tập trung. Cho cái việc mà khống chế lây nhiễm là rất khó khăn. Và thêm một vấn đề khó khăn nữa là công nhân thì đến từ nhiều nơi, nhiều vùng ở trong khu vực gần và ở nhiều tỉnh nữa. Cho nên là họ đi lại, đi ra về thì nếu như bị lây nhiễm thì sẽ đưa cái căn bệnh lây nhiễm Covid-19 này có thể bị lan tỏa ra ở nhiều nơi. Nhưng có một điều là tất cả những số ca nhiễm này thì đều nằm trong khu vực mà phong tỏa và cách ly. Thì cho nên là Việt Nam nói rằng cơ bản những cái ổ dịch thì được kiểm soát. Và chúng tôi cũng cho rằng đây là một cái điều mừng đối với cái phương pháp của Việt Nam. Chúng tôi cũng công bố thêm là trong số ca lây nhiễm của ngày hôm nay thêm tỉnh Vĩnh Phúc 1 ca, Điện Biên 4 ca, Hà Nội 2 ca, Đà Nẵng 1 ca, Thái Nguyên 1 ca, Bệnh viện ca thêm 4 ca nữa. Về cũng trong ngày hôm nay thì có 5 ca nhập cảnh tại Vũng Tàu 1 ca và Sóc Trăng là 4 ca. Còn lại Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì thông báo rằng là ngày 19 ngày hôm qua có 208 ca. Và bình quân trong 7 ngày liên tiếp của Việt Nam thì mỗi một ngày có 152 ca lây nhiễm.
Và trong 6 ngày vừa rồi thì có thêm là 1.690 ca mới. Và cái tình hình đại dịch virus corona của Việt Nam có thể nói là cũng rất phức tạp, về hầu hết các tỉnh, thành phố của Việt Nam hiện nay đều phải là rất cẩn trọng trong cái việc lây nhiễm. Đặc biệt là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, v.v. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn, trong cái tình hình mà Covid-19 hiện nay đang rất thiếu, Việt Nam thì có đề nghị với lại Vương quốc Anh rằng sẽ bàn giao cái công nghệ sản xuất vaccine để Việt Nam có thể tự sản xuất vaccine. Tất nhiên đây là cái đề nghị của Việt Nam, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn đã có điện đàm với người đồng cấp và đề nghị với Vương quốc Anh là có thể cung cấp và bàn giao cái công nghệ để cho Việt Nam có thể sản xuất. Mặc dù vậy, trong cái bối cảnh mà thiếu cái vaccine như vậy, nhưng mà cũng có quốc gia mà hiện nay vừa mới hủy 20.000 liều vaccine Astra bởi vì là đã hết hạn. Mặc dù là Tổ chức Y tế Giới cho rằng là vẫn có thể dựng sử đến có thể vẫn thể tiêm và sử dụng cho đến giữa tháng 7. Nhưng mà cái quốc gia ở Đông Phi, Malawi đã thiêu hủy 19.610 liều vaccine Astra. Vâng ạ, đã vì to hết hạn. Thưa quý vị và các bạn, thì Việt Nam vừa rồi đã hỗ trợ Campuchia là 800 máy thở. Các bạn đã biết là Việt Nam cũng rất là nghèo, rất là khó khăn. Nhưng mà trong cái bối cảnh các nước bạn mà bị tràn ngập những việc lây lan Covid-19, vì Campuchia hiện nay là ít nhất là trong những ngày gần đây là trên 300 ca trong một ngày. Cho nên Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia là 800 máy thở và hỗ trợ 300.000 khẩu trang N95 cho Campuchia và ủng hộ một số thiết bị y tế nữa. Và cái lễ bàn giao buổi chiều ngày hôm nay tại ở Bộ Ngoại giao Việt Nam và đại diện cho Campuchia là đại sứ, vâng ạ, đại sứ của Campuchia đến nhận. Sao mất tiếng ạ? Được rồi. Hả? Ok, vâng ạ. Thưa quý vị các bạn, là Tổ chức Y tế Thế giới là WHO thì nói rằng toàn bộ vaccine đã được phê duyệt thì đều có kháng thể COVID-19. Và họ khẳng định rằng những cái vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt thì không có vaccine nào không có hiệu quả cao. Và tất cả các vaccine này đều có hiệu quả cao và có sinh ra kháng thể để kháng COVID-19. Và kể cả những cái mà COVID biến thể mới thì vaccine vẫn sinh ra kháng thể để chống được COVID-19. Một cái điều mới nữa mà hiện nay thế giới đang mong đợi và cũng là một tin vui, đấy là tìm ra cái phương pháp, cái liệu pháp tiêu diệt 99,9% COVID ở trong phổi. Vâng ạ, đây là một cái nhóm chuyên gia của Úc với lại Mỹ cùng hợp tác để phát triển một cái liệu pháp kháng sinh để chống COVID-19. Và họ công bố rằng sau khi thử ở trong chuột mà đã nhiễm bệnh thì sẽ tiêu diệt được 99,9% mà cái COVID-19 đã nhiễm bệnh mà họ đã cấy ở trong chuột. Và từ cái việc này thì có thể mở ra một cái hướng mới cho cái việc mà để giúp cho con người để chữa bệnh. Và nếu cái thành công thì chúng tôi có thể nói rằng đây là một tin rất vui. Không những trên thế giới có vaccine mà bây giờ có cả kháng sinh để tiêu diệt COVID-19. Và với cái tỷ lệ nói rằng là 99,9%, có nghĩa là chỉ còn 0,1% nữa thôi. Các bạn biết rằng là đây là một cái tỷ lệ rất cao nếu như cái việc này thành công. Và tình hình ở trên thế giới thì quý vị các bạn cũng đã theo dõi. Những ngày hôm nay thì trong cái bản tin thời sự quốc tế, chúng tôi đề cập rất ít đến cái tình hình của Israel và cũng như là Palestine. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tổ chức Liên Hợp Quốc đã cuộc họp khẩn cấp và yêu cầu rằng là Israel cũng như là Hamas là ngừng cái việc mà tấn công lẫn nhau. Đặc biệt là yêu cầu là Israel đã phải dừng lại cái việc mà không được bắn sang cái bên của Palestine. Và hiện nay đã có hơn 200 người của Palestine thiệt mạng và phía
ở bên Israel thì có gần 20 người cũng đã bị thương vong. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì yêu cầu là tất cả mọi người là phải hai bên phải kiềm chế và để dẫn tới một có một cái cuộc đàm phán giữa hai bên để ngừng cái việc chiến tranh và dẫn tới hòa bình. Thì tổ chức của Liên Hiệp Quốc hiện nay vừa rồi thì họ nói rằng họ rất choáng váng, họ rất sợ về cái cuộc bùng phát của hai vùng và mong muốn rằng là hai vùng sẽ có một cái cuộc gặp gỡ để có thể đàm phán lẫn nhau để dừng cái cuộc chiến trở lại. Và về Liên Hợp Quốc thì có thúc giục với cái sự ảnh hưởng của nước Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Joe Biden thì đã có một cái cuộc nói chuyện đàm thoại với lại Thủ tướng của Israel để bàn cái phương pháp làm sao đấy để hai bên có thể ngồi được với nhau và chấm dứt chiến tranh. Về tình hình của Palestine thì những người đã gặp rất khó khăn trong đời sống thì sau cái cuộc không kích mạnh mẽ của Israel thì hiện nay đã phá vỡ gần như là toàn bộ cái hệ thống y tế, đặc biệt là có một cái cơ sở mà test COVID-19 duy nhất của giải Gaza ở khu vực của Palestine thì hiện nay cũng bị phá hủy và các hệ thống đường ống nước sạch đã bị vỡ, cho nên là cái cuộc sống của nhân dân càng ngày khó khăn và Tổ chức Y tế Thế giới đang rất lo ngại về tình hình này. Vâng ạ, cái bản tin của chúng tôi xin tạm dừng ở đây về chương trình thời sự. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta theo dõi một cái chương trình ca nhạc vẫn nối tiếp cái chương trình của ngày hôm qua, đấy là lời ca Dân Bác. Để chúng tôi xin gửi đến quý vị các bạn. Trải bao năm hành trình cứu nước, với hành trang là lòng yêu nước thương dân, với quyết tâm của trái tim vĩ đại, Bác đã đem về cho đất nước đẹp tương lai. Tìm đường cứu
Hãy
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Ôi lòng bác vậy cứ thương ta, thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa, chỉ biết quên mình cho hết thầy, như dòng sông chảy nặng phù sa. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về khi biêu lụa, bác yêu đàn cháu nhỏ chúng thu gửi cho hoa, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn. Thay mặt ban biên tập và những người thực hiện chương trình, nhà báo Huy Thắng xin trân trọng cảm ơn ca sĩ Bùi Quang Triệu, nhà soạn giả Hoàng Thị Dư, ca sĩ Thanh Hiền cùng quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.